Rồi câu hỏi đầu tiên nó hỏi mình là do you like cooking? Thầy đọc qua một lần, thầy dịch rồi thầy hướng dẫn các em làm nhé. Sometimes I like preparing the set meal for family and friends who visit. But everyday cooking is a bit boring. It's something that has to be done or sorry, but it's not really fun. Bên này chờ lần lần các em đã xíu. Thầy đọc lại lần nữa nha. Sometimes I like preparing the special meal for family and friends who visit my house, but everyday cooking is a bit boring. It's something that has to be done. It's not really fun, actually. Đó là cách nói chuyện bình thường thôi, không có gì hết. Thì như thầy nói, cái phần câu đầu tiên nó hỏi mình bạn có thích nấu ăn hay không? Cái này quyền trả lời em được, quyền nói cái nào cũng được nha. Là câu trả lời em sẽ nói thích hay không ha. Yes or no, mình sẽ khẳng định trước. Nhưng mà bước đầu thì thường câu trả lời nào cũng như vậy, thì thường là câu trả lời mang tới hướng khẳng định nó sẽ dễ nói hơn là hướng phủ định. Phủ định cũng được nhưng mà các em phải chứng minh. Thành ra là mình nó sẽ mất nhiều thời gian và cái ý tưởng mình nó sẽ khó hơn chút. Thì cái đó chắc để thầy sẽ hướng dẫn sau. Còn những ý tưởng nào mà các em có thể trả lời khẳng định được thì nên khẳng định nha. Thầy ví dụ như đây giám khảo của người đàn ông thì ông cũng không có thích nấu ăn lắm nhưng mà ông vẫn nói là xong thôi. Rồi, thì cái này để thầy hướng dẫn cho các em có thể chỉnh theo ý của mình. Thầy đọc lại ha, bạn có thích nấu ăn hay không? Thầy ví dụ như có ha, yes. Có thể đưa ra cái sự thường xuyên giống như mỗi ngày, mỗi tuần hay là luôn luôn ha. Thì thường những bạn nữ thì có thể là cái hướng nấu ăn cho em thì có thể như rồi. Tiếp theo thì mình sẽ được biết đến là cái câu giải thích, có nhiều ý giải thích nha, thường là lý do hoặc ví dụ chứng minh. Thì đây có những cái giải thích thầy có thể lấy lại cái phần từ vựng cho các em và sẽ theo được cái phần gợi ban đầu. Vậy thì nếu như em nói em thích đúng không, thỉnh thoảng cũng là thích nha, thì mình thích nấu ăn cho ai? Các em có thể giữ lại cái cụm từ này rất là hay là I like preparing special meal for, tới đây ha. Rồi em gạch dưới cái chữ family friends who visit. Cái này em sẽ nói ra đối tượng mà em muốn nói. Em muốn nói ai, em thường thích nấu cho ai. Ví dụ như cơ bản thì thích nấu cho gia đình, bạn bè, cái người đến thăm. Ý này rất là cơ bản nha, cho nên bạn nào nếu giống có thể lấy. Còn vừa thầy cho một số ý, ví dụ như có những bạn sinh viên thì thường nấu cho những người dưới quê lên thăm mình. Like repairing hay là ai đó khác cũng được, như là thích làm những cái bữa ăn cho bạn của tôi ở những dịp đặc biệt, ví dụ như vậy. Cho những người bạn nào đó cũng được, ví dụ như ở một số gì được, the party, ví dụ như bữa tiệc ở nhà, có nhiều ý lắm, at home party, đó cũng được. Rồi, đây là những cái gợi ý của thầy, các em vẫn có thể đưa ý khác nha, nhưng mà được thì giữ cái cụm từ này cho thầy. Rồi, có nghĩa là nấu cho ai, thầy vậy đó. I cook for thì nấu hay lắm, prepare special meal for. Nó sẵn ha, tôi thích chuẩn bị những bữa ăn cho ai đó. Rồi ở đây nó có cái cụm từ đó là mỗi ngày nấu ăn thì hơi chán, nó là cái gì đó phải làm mỗi ngày không vui lắm. Cái này ý của ông này giám khảo thì ông có cái ý, ông đưa ra cái xong thôi thì nó
hai mặt ha, thỉnh thoảng vậy thôi chứ mỗi ngày thì không thích. Nhưng mà bây giờ thầy đi theo một chiều luôn cho các em dễ nói ha, tại vì đa số là nữ cũng dễ nói xíu. Cái dòng mà it's not something, it's something that has to be done đó, thầy sẽ chỉnh lại chút xíu. Đây là một cách ví dụ đó, nó cũng em sẽ ví dụ về bữa ăn nào đó mà em sẽ chuẩn bị cho gia đình của mình. Ở trên special meal chắc thể dùng bữa ăn đặc biệt đi ha, giống như là bữa dùng bữa ăn tối đặc biệt đi. It's a dinner. Rồi đây sẽ chỉnh cái dinner lunch, nói chung em tạm bữa nay thôi. Thư giãn thôi. Như bạn nào làm mỗi ngày thì em có thể đưa ra ATJ ở trên nó rồi đúng không? Thì nghĩ chắc có thể cho đi chơi qua trên rồi. And cái dòng cuối thì em có thể chuyển cái này mình khẳng định mà, cho nên nó là is form. Rồi vậy thì thầy tóm lại câu này lần nữa ha. Đầu tiên nó hỏi mình thích nấu ăn không. Có, thỉnh thoảng, thường xuyên hay là mỗi ngày. Chuẩn bị bữa ăn cho ai? Không cần nhất thiết phải là special chứ. A meal hay là bữa ăn bình thường, a normal meal, a typical meal, hoặc là nói chung là meal là được rồi. For ai đó. For ai đó ha. Có thể ghép thêm cái ý là who come to visit me gì đó cũng được. Giống như bên đây giám khảo vừa đi thăm tôi ở đâu đó. Rồi em nấu cái gì thì thay vì em nói là I repair món gì cho họ đúng không, nó có một cái ngữ pháp này rất là hay, is cái gì đó tôi thường xuyên làm hay chỉ đơn giản tôi làm cho họ ha. Nó còn một số ý nó có thể dài sẽ giống như cho họ thưởng thức, hay là nó là cái bữa trưa đặc biệt mà họ có thể thưởng thức những cái món ngon mà do chính tại tôi làm đó. Có những bạn nói như vậy cũng hay, nhưng mà thôi dù các em chưa qua thì nói gọn vậy được rồi. Nghĩa là mình sẽ ví dụ ra is cái gì đó ha mà tôi làm rồi cảm thấy như thế nào. Rồi thầy sẽ ví dụ qua khoảng 2 lần ha, rồi qua câu tiếp theo. Do you like cooking? Yes, sometimes. I like preparing some special meal for my friends or family members who come to visit me in the city. This dinner that I can do for them to enjoy. I think it's really fun to me. Thầy đọc lại lần nữa ha. Thầy có để sẵn mấy cái ba chấm đó, các em tập nhắc ý luôn nha. Giống như mỗi ý mình nhắc ra một chút để cho giám khảo nghe kịp. Do you like cooking? Yes. Sometimes. I like preparing the special meal for my family members or friends who come to visit me in the city. It's dinner that I do for them to enjoy. I think it's really fun to me. Cũng được hả các em? Rồi câu số 2. Ai sẽ nấu ăn trong gia đình của bạn khi bạn còn nhỏ? Rồi cái này thì chắc ai cũng biết ha. Cho nên câu này khá là giống với cái ý tưởng của Trung, vì vậy thầy sẽ giữ lại cái này. Còn bạn nào có cái khác thì có thể chỉnh nha. Đây là nói là mẹ của tôi hầu như là nấu, nhớ quá khứ nha các em, hỏi quá khứ
mặc dù hiện tại thì có vẫn còn đi, nhưng mà cứ đề cập đến cái thì là nó đang hỏi, dù như quá khứ mình có tập trung quá khứ. Rồi ở đây thầy gửi xíu là ai đó thường xuyên nấu ăn khi tôi còn nhỏ, hay em có thể nói khi tôi 5 tuổi, 6 tuổi, when I was 5 years old. Hoặc 5 tuổi, 6 tuổi khi tôi học ở trường tiểu học gì đó cũng được. Rồi, ý này thầy giữ ha, còn em muốn đổi người khác cũng được. Có cái một cái lý do này thì nó cũng hơi ngắn xíu. Đây là giám khảo nói là tôi không tin ba của tôi là nấu ăn tốt. Tôi không tin ba của tôi là nấu ăn tốt. Rồi thì cái này thầy chỉnh lại xíu ha. Tại vì nếu bạn nào giống thì có thể xài, còn không có thì thầy gửi nè. Hồi nãy mình câu này đi thầy giữ đi. Mình nói là mẹ mình là nấu ăn khi tôi còn nhỏ, và em có thể đưa ra là mẹ tôi. Tôi nhớ là mẹ tôi thường nấu cái gì mà tôi thích. Thầy ví dụ ta. Kỹ đó giống cho nên thầy không ghi. Rồi để thầy ghi. Cái này thì nó quá khứ cho nên mình sẽ chỉnh là I remember. Đó, sao lại được ha. Thường là thầy áp dụng lại những ý nếu mà có thể. For the jolly. Every day, ví dụ bằng usually. Còn dù em nói riêng cho mình cũng được. My favorite meal. Nhiều món gì hả? Món gì trời? Ăn nhiều quá vậy em. Một món thôi, nhiều món gì trời. Này của thầy thôi nhé, còn bạn nào có thì cái khác cũng được. Rồi. Không ta. Rồi vậy thôi này, món của thầy nói chung là cơm chiên với rau cải và xúc xích. Rồi, chế thôi, không có thì không cần, cái này không cần nhất thiết phải nói ra. Nói dài nha các em. Rồi, xong ha các em. Bây giờ thầy sẽ đọc qua khoảng 2 lần ha, rồi qua câu số 3 tiếp tục. Who did the cooking when you were a child?
My mother did cooking when I was young. I remember she usually prepared special meal for the family. Hoặc là she sometimes prepared my most favorite meal, like a dish of rice with vegetable and sauces. Rồi ha. Hôm nay lý thuyết thôi, khoan thực hành nha các em. Để cho các em nắm được cái phần ý tưởng riêng của mình. Số 3. Rồi nó hỏi mình là bạn có nghĩ là rất quan trọng để nấu ăn tốt hay không? Ừ. Thầy sẽ đọc qua một lần rồi thầy giải thích rồi mình thầy sẽ đưa ra ý của thầy nhé. Do you think it's important to know how to cook well? I'm not sure whether it's important to cook well actually, but I do think that everyone should know the basics. It definitely isn't healthy to rely on prepared meals or fast food. Đọc lại lần nữa cho các em nghe ha. I'm not sure whether it's important to cook well, but I do think everyone should know the basics. It definitely isn't healthy to rely on prepared food or prepared meals or fast food. Cũng được ha các em. Rồi thì cái này bắt đầu mình quay lại nè. Thầy đáp lại ha. Bạn có nghĩ là quan trọng là phải biết nấu ăn tốt hay không? Tôi không chắc là có quan trọng để nấu ăn tốt hay không. Nhưng tôi nghĩ là mọi người nên biết cơ bản ha, biết một chút cơ bản. Bởi vì không tốt khi chỉ ăn những cái đồ chuẩn bị trước hay là những món thức ăn nhanh. Rồi, tiếp theo. Rồi, thì cái này thầy như thầy nhắc lại là mình sẽ được quyền khẳng định là có quan trọng để nấu ăn tốt hay không. Giám khảo đây thì ông nói là không biết liệu rằng là có quan trọng để nấu ăn tốt hay không. Nhưng tôi nghĩ dạng giống như ông thì ông trả lời cũng hơi lận chận á. Nhưng đối với thầy thì khuyên em nói thẳng luôn ha, nhất là các bạn nữ thì sẽ hiểu ý này. Cứ khẳng định là thầy nghĩ là nên nấu ăn sẽ tốt một chút. Ok, tôi nghĩ là rất quan trọng, cũng khá là quan trọng để nấu ăn tốt ha. I think it's fairly important to cook well. Rồi, cũng như vậy luôn ha. Cái này chắc để thầy ghi ra lại đi. Yes. I think quite important to know to and I think rồi tiếp theo. Do mình khẳng định là nó khá quan trọng là biết nấu ăn tốt ha. Bởi vì tôi nghĩ là mọi người nên biết cơ bản một chút. Thì ít nhất cũng biết cơ bản mà. Rồi một cái lý do chính là như vậy nè. Ở đây thì giám khảo nói là nó sẽ cực kỳ không tốt khi chỉ ăn những cái đồ ăn chuẩn bị sẵn. Mấy cái chữ này hay đó. Các em giữ ha. Hoặc là thức ăn nhanh ha. Rồi thầy còn một cái chữ nữa. Đó là
Cái này thì ông nói là không tốt khi ăn thức ăn nhanh đúng không? Mình có thể nói là nó tốt khi ăn những thức ăn được chuẩn bị kỹ lưỡng ha, chuẩn bị kỹ lưỡng với đầy đủ dinh dưỡng, với đầy đủ dinh dưỡng và rau cải, thì ví dụ như vậy. Nói chung khẩu phần ăn mà hợp lý á. Thì em muốn lấy ý nào cũng được ha, em muốn lấy cái ý mà phủ định là không tốt khi ăn những thức ăn chuẩn bị kỹ hoặc là những thức ăn nhanh hoặc là như thầy của thầy ghi sắp tới repair hoặc là cook cũng được ha. Hơi dài, hơi dài. Thôi để thầy ghi nhắn rồi. It generally is healthy calorie. Câu này đủ rồi, mà câu thầy viết nó dài quá. Rồi thầy nói lại ha, tôi nghĩ rất quan trọng và cũng khá là quan trọng để nấu ăn đầy đủ, nấu ăn tốt, bởi vì tôi nghĩ và tôi cũng nghĩ rằng mọi người nên biết một chút, bởi vì thật sự rất cần thiết để nấu ăn kỹ lưỡng, cẩn thận những món ăn có đầy đủ dinh dưỡng. Đây là lý do ha, cái nghĩa là lý do chính cho việc là cần phải nấu ăn kỹ lưỡng ha, đó chính là có đầy đủ dinh dưỡng. Hoặc là nếu hơi ngắn em có thể đưa thêm một câu này vô, à là thay thế gì cũng được, như thầy nói nó khoảng 2 đến 4 ý, cái này là ok, này 3 ý là được. Rồi bây giờ thầy sẽ đọc qua 2 lần ha, rồi cho các em hiểu. Right, do you think it's important to know how to cook well? Yes, to me, I think it's quite important to know to cook well. And I think everyone should know the basics naturally. It definitely is healthy to careful repair for. Good meal nutrients. Rồi ha. Không có thì em có thể lấy cái ý trên đây. Không tốt khi phụ thuộc dựa vào những đồ ăn ảnh hưởng tới sức khỏe hoặc là thức ăn nhanh. Rồi các em đọc cái nào cũng được nhé. Và câu cuối cùng. Do you think that children should be taught cook curry at school? Bạn có nghĩ là đứa trẻ nên được dạy học nấu ăn ở nhà hay không? Thầy nghĩ chắc ai cũng biết là nên ha. Yes, that's probably the good idea. Thầy sẽ đọc qua một lần để cho các em hiểu. Do you think that children should be taught cookery at school? Yes, that's probably the good idea. If all children knew how to cook a few basic healthy meal, for example, that surely be a good thing. Rồi, cái này thì ai cũng hiểu ha. Không
không? Vâng, nó là một ý tưởng tốt nếu tất cả đứa trẻ biết nấu ăn cơ bản, ví dụ như là những đồ ăn có sức khỏe. Đây sẽ là điều tốt. Rồi, cái này ý thì hơi ngắn. Bây giờ thầy sẽ áp dụng theo cái ý tưởng của thầy. Các em vẫn có thể đưa ý tưởng khác của mình được nhé. Thầy đọc lại. Bạn có nghĩ là đứa trẻ nên được học nấu ăn ở nhà hay không? Đầu tiên thầy vẫn khẳng định là có. Ok, that's probably the good idea. Yes cũng được. Yes, certainly. Yes, definitely. Nhưng như thầy ghi này cũng được ha. Cái này em có thể giữ cái ý if này để mình nhấn mạnh chút xíu. Nếu như tất cả những đứa trẻ biết cách nấu ăn, ví dụ như là đồ ăn tốt cho sức khỏe. Ở đây thì giám khảo chỉ đưa ra một lý do, đó là điều này tốt. Thầy có cái gợi ý cho nó hợp lý một chút xíu, cho nó dài chút xíu. Đó chính là thầy sẽ nói là nếu đứa trẻ nó biết nấu ăn tốt á, thì nó sẽ tránh được ít phụ thuộc vào những cái món này. Ai cũng biết đúng không? Rồi, thầy sẽ xài lại cái này được ha. Thầy sẽ gợi ý và các em thử suy nghĩ thử. Bạn có nghĩ là đứa trẻ nên được dạy nấu ăn ở nhà hay không? Có, đây là ý tưởng tốt đó. Nếu tất cả đứa trẻ nấu ăn một biết nấu ăn một chút thì ví dụ như đồ ăn healthy ha, thì chúng sẽ ít bị hay là chúng tránh được, vì chúng tránh được những cái món ăn không tốt sức khỏe, ví dụ như là prepared meal or fast food cũng được ha. Bây giờ thầy sẽ viết lại lần nữa để thầy lấy ý tưởng đó cho các. Good idea, that's a great idea. Yes, definitely. Gì nào cũng được, em có thể đưa ra ý tưởng riêng của mình. That's good idea. If all children thì này thì ông chỉ nói là cứ tiền đúng không? Thầy sẽ... đây là ý tưởng tốt, bởi vì khi một đứa trẻ mà biết nấu ăn dù cơ bản thôi cũng được. Well thì nhiều quá. Stay away from, các em biết ha, là tránh xa được những cái món à, thầy. Rồi cái này hiểu ha, đây là ý tưởng tốt nếu tất cả đứa trẻ biết nấu, ok, thì chúng sẽ tránh được những thức ăn không tốt này. Em có thể nói là chúng sẽ không phải ăn hay không phải phụ thuộc. Chúng sẽ có cái lối sống ăn uống lành mạnh cũng được. Chúng sẽ có được lối sống ăn uống lành mạnh. Hay là chúng có cái thói quen uống lành mạnh cũng được ha. Em thử suy nghĩ những cái ý đó để mình đưa ra cho câu của mình. Chúng sẽ có những thói quen sống lành mạnh hay là cái gì đó cũng được ha các. Rồi, thầy lướt qua luôn đi ha, lướt qua đi cho nó kịp bài của mình. Rồi câu tiếp theo, collecting này là bài nói về sưu tập á, như sưu tập hồi nhỏ mình hay sưu tập cái gì đó ha. Rồi có một câu hỏi nó hỏi là bạn có từng thu sưu tập một cái gì đó như là sở thích hay không? Nghĩa là nó có hỏi mình có sưu tập một cái gì đó. Từ nhỏ thì thường ai cũng có sưu tập một chút. Rồi. Cũng câu trả lời này luôn ha. Thì tất nhiên em nhớ đề cập em khi em còn nhỏ em sưu tập cái gì. Ở đây giám khảo có đề cập đó là khi tôi còn nhỏ thì tôi đã từng sưu tập. Hay nói thẳng luôn, tôi sưu tập luôn cũng được ha. Collected. Em gạch dưới cho thầy chữ key rings nha. Cái này là cái móc khóa của mình á. Key chìa khóa này ring là cái vòng. Giống như cái nhẫn vậy đó. Móc khóa này của mình á.
có nhiều cái lắm, như em sưu tập tem, sưu tập đồ chơi hay là sưu tập bất kỳ cái gì đó, nhất là những bạn nữ có nhiều món sưu tập lắm, sưu tập viết. Ừ, cũng được. Rồi, câu đầu tiên như thầy nói sẽ là câu trả lời khẳng định, thường sẽ là câu trả lời khẳng định. Khi tôi còn nhỏ, khi tôi 5 tuổi, khi tôi bao nhiêu tuổi đó, khi tôi học ở tiểu học. When I was 5 years old, when I was younger, when I was mấy tuổi đó, at primary school student. Tôi collect cái gì đó ha. Key drinks. Có nhiều lắm, ví dụ như là đồ chơi đi, toys này đó ha. Em tự đưa ra được nhé. Rồi tất nhiên tiếp theo sẽ là ví dụ. Ví dụ thì thường sẽ là đưa ra trong cái bộ sưu tập đó mình thích nhất cái gì. I remember that my favorite was. Rồi, em có thể nói ra cái tên bộ sưu tập hay ví dụ như là mấy bạn nữ có những cái bút đi. Những cái bút. Dụ như bút ha. Này nhiều quá, họ đó thầy có sưu tập gì đâu biết. Sưu tập tem mà. Nhưng mà thầy ví dụ cho một số bạn nữ luôn ha. Ví dụ như mình có sưu tập những cái bút mà bút nhãn hiệu thiên thần gì tên cũng được. Thầy đó chỉ có lầm mấy cái đồ chơi thôi, mới sẽ hơi nhỏ nhỏ thôi giờ. Của mấy bạn nữ thì không rành lắm. Rồi thôi. Tức là họ dân hiểu. Rồi, nó có giải thích để ở đâu ra? Ở đâu ra? Thì cũng dễ lắm. Thường mấy đứa nhỏ thì là có một số ai đó sẽ mua nó tặng nó ha. Bought me as a present. Cái này là tặng cho mình á, như là phần quà ha. Em có thể mở rộng chút xíu, ví dụ như tặng em dịp sinh nhật đi ha. Cho someone hay là parents. My bought me as a birthday present. Hay là chính tôi mua luôn ha. Just at the bookstore. Ví dụ như ở một cái nhà có bookstore. Ok. Rồi, vậy là xong được câu 1 ha. Để đọc lại nè. Nó hỏi mình là bạn đã từng sưu tập khi bạn còn nhỏ hay không? Ok. Yes, when I was 4 years old, I used to collect gatorings. I remember that my favorite was a superhero man, a superhero gatoring. That person, my uncle, I think, my uncle, I remember that, bought me as a birthday present. Okay, huh? Thầy đọc lại lần nữa nè. Yes, when I was younger, I used to collect toy car. I remember my favorite was a toy car collection from US. That my aunt and uncle bought me as a birthday present. Rồi, okay. Câu số 2. Câu này thì thầy sẽ giữ lý thuyết nha các.
hãy sẽ giữ cái lý thuyết này lại luôn, tại vì câu này là nó hỏi people. Thì thường là tùy bạn có những ý tưởng, nhưng mà có một số bạn chưa có ý tưởng nhiều, cho nên thầy sẽ giữ lại để cho các em học lại phần này ha, câu này. Nghĩa là nó hỏi người ta thường sẽ sưu tập cái gì, nếu mà hỏi chung chung thì các em cũng đâu có biết là bị sưu tập cái gì nhiều thì mình nói lung tung. Ở đây có ý tưởng ha, cũng hai ý thôi. Một số người thì sưu tập những cái đồ rẻ tiền, ví dụ như là stamp, chìa khóa hay là đồ chơi. Cái này mấy đứa nít nè, à, người lớn thì nghĩ cũng có. Nhưng một số người giống như đại gia này nọ đó thì lại sưu tập những cái đồ cổ, antiques, expensive antiques, đồ cổ, ok, đồng hồ đeo tay, trang sức, và thậm chí sẽ hơi bự, nhớ sẽ hơi bự nha. Rồi thì ở đây giám khảo chỉ chia ra hai nhóm người, đó là người chơi đồ rẻ và người chơi đồ mắc tiền. Cho nên câu này thầy sẽ giữ lại ha. Còn bạn nào có ý tưởng khác cứ đưa ra theo ý của mình rồi thử nói cho thầy nghe sao ha. Alright, so what kinds of things do people online collecting? Some people collect items like stamp, key rings, or toy. Others collect expensive antiques, watches, jewelry, or even cars. What kind of things do people often like collecting? Some people collect items like stamp, key rings, or toy. Others collect expensive antiques, watches, jewelry, or even cars. Rồi ha. Rồi còn câu số 3 này để thầy nói qua chung với cái phần 3 của mình, phần 3 của mình. Tại vì nó liên quan tới phần 3, phần 1 2 3 đó các. Rồi, câu này thầy sẽ nói sao ha? Bây giờ qua câu 4. Is there anything that you would like to collect in the future? Có những cái gì mà bạn muốn thu thập trong tương lai hay không? Thì thường này là tương lai thì thường là những đồ mắc tiền. Vì vậy là em sẽ nói những cái đồ cao cấp hơn ha. Yes, I could afford it. If I could afford it, hoặc là if I had money cũng được. Thì thường như thầy đã nhắc lại là những cái đồ trong tương lai thì đồ mình muốn thu thập sau này thì có thể thường sẽ là những đồ mắc tiền. Vì vậy là thầy có thể giữ ý này nhé. Yes, if I could afford it, hoặc là if I have money, if I had money, if I had more money cũng được. Thì em sẽ mua cái gì? Mấy cái chữ này hay đó, cho nên em giữ lại ha. I would love to. Nó giống như would like gì đó kìa. Nghĩa là nói về dự định thôi. Nếu như tôi có tiền thì tôi sẽ thu thập cái gì? Còn nếu như em có tiền rồi em sẽ nói thẳng luôn. 5 năm sau nữa, after 5 years, hay là gì đó, tôi sẽ sưu tập cái gì? Half a collection of. Cũng là sưu tập nha. Thay em ghi chữ collect nhiều quá thì em có thể sử dụng cụm từ này. Tôi muốn sưu tập ha. I would like to have a collection. Ok gì đây? Này, để là guitar in different colors, shapes and sizes. Nghĩa là sưu tập những cái đàn guitar ở màu sắc, hình dáng và kích cỡ khác nhau. Rồi, cái này cũng không có gì khó lắm. Thì tóm lại, và cái này em có thể đổi cái chữ guitar thành một cái đồ vật khác ha. À, thì ví dụ như là có những cái đồ cổ, ví dụ như những chiếc xe hơi mắc tiền này này thì tùy các em thôi. Ví dụ như là có những bạn sưu tập những cái đồ cổ mắc tiền được làm từ châu Âu, nhiều quá. Nhật Bản gì đó ha. Để kiếm cái đồ mắc mắc xíu cho các em thử chọn. Để nhiều quá. Đo được sĩ đó kìa. Rồi các em có thể cộng thêm những cái này cũng hay, ví dụ như màu sắc, kích cỡ, hình dáng, kích cỡ, hay chỉ đơn giản là màu sắc thôi cũng được. Nếu có bạn là sưu tập kim cương luôn, diamond, ở nhiều hình dáng.
Rồi, vậy thầy tổng là câu 4 lần nữa ha. Is there anything that you would like to collect in the future? Yes, if I could afford it. I'd like to have a collection of guitar. Có thầy, không để thầy đổi khác đi. Biết thầy sưu tập gì chưa? Này bắt chước ông chú đi. Này ông chú này thầy không có nhưng mà có ông chú có, ông sưu tập xe máy á, mấy xe cổ á. Rồi, thầy đọc lại ha. Yes, if I could afford it. Ông sưu tập có mấy chiếc à? Coi như nhiều đi, giả bộ nhiều đi ha. Yes, if I could afford it. I'd like to have a collection of motorbikes in different size, nhiều kích cỡ, cũng có màu sắc luôn, in different color, size and shape, này giống ha, kích cỡ, hình dáng, màu sắc, chủng loại nữa, in category cũng được. Và thầy đọc lại lần nữa ha. Yes, if I could afford it, I'd love to have a collection of motorbikes in different colors, size and category. Rồi, vậy là xong rồi đó các. Tại phần 1 thì thường thầy tập trung vào lý thuyết. Thầy khuyên nè, để bữa sau thầy sẽ hướng dẫn cái phần thực hành cho các em. Các em sẽ được thực hành mỗi tuần luôn. Còn hôm nay là các em chỉ cần ôn lại cái bài của mình thôi ha. Bao gồm những câu thầy hướng dẫn. Bây giờ nha, em chỉ cần dựa theo lý thuyết và những gì nãy giờ thầy hướng dẫn tập nói. Tập nói và luyện tập một mình trước. Rồi, tới đó thầy sẽ hướng dẫn cái phần thực hành cho các em. Để các em mở rộng ra ha. Còn khó gì nữa cứ thắc mắc cứ hỏi thầy riêng ha. Đây là hai chủ đề, bữa sau thầy sẽ đưa thêm chủ đề tiếp theo. Nhưng mà quan trọng thì mỗi ngày em cần nắm và em tự tập nói trước thử. Rồi bữa sau thầy có chỉ cái phần mà em tập nói mỗi tuần nói online á và nộp bài nói để sửa nữa ha. Rồi thì cứ từ từ đi thầy hướng dẫn tiếp. Rồi giờ xong rồi nha.